phải test cái nồi radio mới làm nồi. Nồi zin đó nó chỉ chạy tới đây thôi. Đó. Làm nồi cho nó chạy qua đây luôn, chạy qua đây luôn phải không? Nó mới có hậu rồi. Rồi dắt xuống đi, dắt xuống chờ thử coi. Đem nhu cầu liên hệ bảo coi số điện thoại ở đây nha.